hai tiếp nữa hả? Quên, em tính tặng quà mà không cho. Không, em tính, em thích thì cứ làm thôi, không ai cản hết. Không thôi để mình hát xong đó rồi cái mình tặng luôn. Dạ, bây giờ bí mật của em giờ em sẽ nói ra. Cái bí mật mà chưa bao giờ em nói với ai hết á. Mà lúc mà em mời anh á để tham gia cái show này với em thì em có nói mới một mình trường. Ngày hôm nay em nói luôn cho tất cả 150 người ngồi ở đây, chắc hơn gần 200, biết cái bí mật của Thủy. Hồi lúc mà Thủy lúc mà mới có 12 tuổi thì Thủy luôn luôn có trong cái bóp của Thủy đem bất cứ đâu cũng có những cái cassette nhỏ. Hồi đó không biết là mọi người có từng xài cái cassette nhỏ không ạ? Cái máy Walkman đúng không? Hay là cái máy nhỏ? Cái cassette nhỏ, máy nhỏ nhỏ đó anh. Đúng đó. Hồi xưa là chắc phải cỡ như thời 8X của em thì mới biết được ha. Rồi, thế là em trong đó em có 10 cái băng cassette đó là toàn nhạc của anh Trường thôi. Em bị mê nhạc của anh từ lúc đó. Mỗi lần mà em đi hát cái nhà thiếu nhi thành phố thì em đi tất cả biểu diễn ở những nơi như là những cái chương trình Búp Sen Hồng lúc trước ở Nha Trang, rồi Vũng Tàu, Cần Thơ, tất cả những khắp mất nước Việt Nam luôn. Lúc nào em cũng phải mang cái đó tại vì em bị say xe. Em ngồi trên xe là em không thể nào mà em không nghe nhạc được. Em phải có nhạc. Thế là mở lên nghe, mỗi lần mà em nghe nhạc của anh là hết say. Và em ngủ rất là ngon. Cho nên là em không có bị ói nữa. Đó, cho nên là rồi đó, một cái bài mà nó làm cho em ấn tượng nhiều nhất đó là bài Tình Thôi Xót Xa. Không biết là mọi người ở dưới có giống Thủy không? Thủy nghe cái bài đó mà nát cái đĩa đến nỗi mà nó đứt cái cọng dây màu đen đen. Nó quấn xong rồi phải nhớ, phải đi mua cái bài băng cassette đó. Và anh có biết cái bài đó nó đã đồng hành và đi với em đến trên một cái con đường không những là sự nghiệp. Anh là một ca sĩ thần tượng của em. Em học hỏi về cái cách hát, về cái đam mê nghề của anh, về cái cách truyền tải tình cảm. Xong sau đó nó là một cái mà để giúp cho em vượt qua những lúc mà em buồn trong tình yêu. Mỗi lần mà em buồn, em cô đơn, em đều mở bài đó lên, nó thấm dễ sợ. Thật ra là em nói đây là những cái gì thật nhất của mình để nói với anh. Và khi mà Thủy chia sẻ điều này với anh Trường, anh kêu, ồ, Thủy ơi, sao nghe dễ thương vậy em? Sao đấy? Em nói thiệt, cái này là em không có nói với ai luôn á. Đến nỗi mà ngày hôm nay thì nói lại, tim còn đập thình mọi người ạ. Rung hồi hộp, đứng với anh mà em, anh chút nữa nghe. Mà anh mà hét lên nữa thì thôi chắc em lụi tim thật sự luôn. Rất là cảm ơn những cái tình cảm anh có nghe em chia sẻ lúc mà em mời anh cái chương trình này. Thật sự anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà đúng, thật sự là cái bài Tình Thôi Xót Xa nó là cái dấu ấn đặc biệt của Trường. Có thể nói là ca khúc mà nó đồng hành với Trường và nó gần như là gắn liền với tên tuổi của Trường luôn. Cho nên là anh cảm ơn cái cảm xúc rất là đẹp của em. Anh hy vọng là với những người ca sĩ như Trường hay như Thủy mà còn giữ mãi những cái cảm xúc thế này thì tụi Trường sẽ luôn luôn còn đủ cái năng lượng, đủ những cái sự đam mê để đứng trên sân khấu để cống hiến. Và tin chắc Thủy cũng sẽ có những cái năng lượng đó rất là nhiều, đặc biệt là trong ngày hôm nay, đúng không? Bây giờ thì bây giờ mọi người có muốn Thu Thủy với anh Trường hát bài Tình Thôi Xót Xa cho mọi người nghe không? Thật sự là Thủy lúc đầu á, Thủy nói là đây là ước mơ của Thủy á, Thủy nghĩ là chắc Thủy nói với anh Trường, không biết là anh Trường anh chịu không, mà mình nghĩ là chắc được, tại vì anh Trường đã là một cái người ca sĩ mà Thu Thủy thấy là tính cách rất là dễ thương. Anh lúc nào gặp anh cũng thấy cười hết trơn, không bao giờ thấy mặt anh nhăn nhó khó chịu. Thế mình nghĩ chắc ok liền nha. Sao mà nhưng mà cũng hai anh em chưa biết là hát làm sao, tại vì bài này là anh Trường chưa bao giờ hát với ai hết. Mọi người hôm nay sướng nhất rồi đó, được nghe đầu tiên luôn đó. Cho một tràng với tay thật lớn đi nè. Chính xác là chị hát với nữ á. Đó, bởi vậy em hạnh diện quá. Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Em đã biết con tim yêu anh mất rồi, người yêu ơi xin anh chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn tháng ấy trao em rồi. Yêu kiều thiết tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em ấy. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mong ta lòng cay đắng
tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Xin cảm ơn mọi người nhiều ạ. Và Trường với Thủy nghĩ là với bài này thì mọi người cùng nhau hòa giọng hát chung thì sẽ rất là ý nghĩa đúng không ạ? Hát chung nha mọi người nha. Mọi người hát lớn lên cùng nha. Ai thuộc hát lớn lên nha. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười môi. Em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi, xin anh trở về. Một xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi. Giấc mộng ta lòng cay đắng khi anh quên lối hẹn, lời yêu rồi thương anh đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ anh đến hơi xót xa. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mong ta. Lòng cay đắng khi anh quên lối hẹn, lời yêu rồi thương anh đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn mọi người. Có một bó hoa rất xinh đẹp. Này 1000 đủ không? Còn không đủ. Thể hiện tình cảm của hội fan girl tụi em nữa. Bây giờ nhưng mà 1000 nụ hôn thì thấy khó quá, chỉ cần một nụ hôn thôi à. Mọi người chúng ta mỗi người hôn một cái hôn môi xa 2 ba. Đó, một nụ hôn lớn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chỉ nói nhiều tình cảm mọi người và xin chúc các bạn có một đêm thật là vui và ý nghĩa với lại Thu Thủy. À, chị em đi thành công như thế nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Điều gì thay màu da đổi cuộc đời.